Từ Công Phụng, cuộc đời sự nghiệp và câu chuyện với hai người vợ, cuộc sống U90 tại Mỹ sau 20 năm chiến đấu với căn bệnh quái ác. Nhạc sĩ sinh năm 1942 trong một gia đình người Chăm tại tỉnh Ninh Thuận, được cha mẹ tập nói giọng Bắc từ nhỏ. Từ Công Phụng là tên thật được lấy làm bút danh, anh họ của ông là Thiếu tướng Việt Nam Cộng hòa Từ Công Thơm. Năm 13 tuổi, Từ Công Phụng bắt đầu học nhạc lý căn bản từ một người anh, sau đó tự mày mò học thêm sáng tác từ sách nước ngoài. Ông cũng là người ưa thích những cuốn tiểu thuyết tình cảm. Do là người thiểu số nên ông đi học muộn mất 4 năm, khi đang còn học trung học ở trường Duy Tân, Phan Giang. Cũng giống như bao nam sinh khác cùng thời, ông cũng rung động trước một nữ sinh cùng lớp, một cô gái có mái tóc dài như dòng suối, đôi mắt long lanh tựa ánh sao trời. Thế nhưng tạo hóa luôn có một sự công bằng nhất định, nàng đã đẹp rồi thì phải có thêm cái tính hờn dỗi vô cớ. Thế là nhiều lần nàng bỏ rơi chàng để tan học tự về nhà một mình. Vốn có máu nghệ sĩ trong người, chàng đặt bút viết tặng nàng ca khúc Bây Giờ Tháng Mấy, rồi tự đàn tự hát thay cho lời xin lỗi. Trong tình yêu, ngôn từ luôn có sức mạnh hơn cả triệu đóa hồng. Nàng chỉ biết tựa đầu lên vai chàng, nhắm mắt im dim rồi tưởng tượng đến một thiên đường đầy hạnh phúc, nơi mà tháng mấy cũng không còn quan trọng nữa vì ngày nào mà chẳng là ngày yêu thương. Cuộc tình học sinh ngắn ngủi kết thúc trong bình yên khi Từ Công Phụng lên Đà Lạt học trường Trần Hưng Đạo rồi đậu tú tài 2. Thời gian tại xứ sở ngàn thông, ông cùng với nhạc sĩ Lê Uyên Phương lập ban nhạc Ngàn Thông để chơi nhạc trên đài phát thanh Đà Lạt. Đây cũng là lần đầu tiên mà ông có dịp giới thiệu đến công chúng ca khúc Bây Giờ Tháng Mấy, đã được sáng tác trước đó từ năm 1960. Hàng trăm lá thư được thính giả gửi về cho đài bày tỏ niềm thích thú với nhạc phẩm, giúp ông thăng hoa hơn trong lĩnh vực sáng tác. Những ca khúc Mùa Thu Mây Ngàn, Bài Cho Em lần lượt ra đời. Học hết năm cuối trung học, Từ Công Phụng về Sài Gòn. Ông được tuyển vào trường Quốc gia Hành Chánh vì được hưởng quy chế ưu tiên dành cho người dân tộc thiểu số. Khi về Sài Gòn, năm 1967, Từ Công Phụng bắt đầu tham gia làng ca nhạc. Ông xuất hiện lần đầu tiên ở quán văn trong khuôn viên Đại học Văn khoa. Cũng tại đây, ông quen với Từ Dung và hai người bắt đầu hát chung. Nói qua về Từ Dung, bà sinh năm 1945 tuổi Ất Dậu, kém ông Nhâm Ngọ 3 tuổi. Nói về tâm linh thì hai tuổi này thuộc tứ hành xung. Bà là con gái trong một gia đình gia giáo. Bố là nhà văn Hoàng Đạo trong nhóm Tự Lực Văn Đoàn. Từ Dung được ca tụng là người đẹp sắc nước hương trời, đã có lần được bầu làm Á hậu trong một cuộc thi Hoa hậu ở Sài Gòn vào thập niên 60. Thời đó thì Á hậu đã được xem là một ngôi vị cao quý, chứ không như mục tiêu phấn đấu đến năm 2030, mỗi gia đình đều có ít nhất 1 đến 2 hoa hậu như bây giờ. Trong trí nhớ của người Sài Gòn thuở ấy thì Từ Dung là một cô gái có làn da trắng, dáng người dong dòng cao, gương mặt thì đẹp lộng lẫy và đầy quý phái. Năm 1965 bà đậu tú tài 2 và năm 1969 bà tốt nghiệp cử nhân Văn khoa. Về âm nhạc, bà là đệ tử thanh nhạc của ca sĩ Châu Hà, phu nhân của nhạc sĩ Văn Phụng. Từ Dung gặp Từ Công Phụng năm 1968, hai người hát chung với nhau và thấy tâm đầu ý hợp nên cuộc hôn nhân đã diễn ra sau chưa đầy một năm. Đám cưới được tổ chức theo truyền thống mẫu hệ, rước rể về nhà vợ của người Chăm. Họ có với nhau một người con gái. Sau khi tốt nghiệp Học viện Quốc gia Hành Chánh, Từ Công Phụng làm việc cho đài Tiếng Nói Tự Do, trụ sở ở số 7 trên đường Hồng Thập Tự, cùng các nghệ sĩ nổi tiếng khác như Lữ Liên, Kim Tước. Nhiệm vụ của ông là viết lời giới thiệu cho các bài hát Việt phát trên đài. Thời gian rảnh rỗi, Từ Công Phụng ghi danh học thêm bằng luật khoa. Theo ông thì dù coi âm nhạc là niềm đam mê lớn, nhưng không vì vậy mà ông từ bỏ sự học, bởi vì hiểu biết là thứ quý giá nhất. Ông là nhạc sĩ Việt Nam hiếm hoi tốt nghiệp cả 2 trường đại học. Có lẽ vì sở học uyên thâm mà ca từ trong những tình khúc của ông đều đầy tính triết lý, sâu sắc. Sau năm 1975, hai người quyết định ở lại Sài Gòn, sinh nhai bằng một quán cà phê nhỏ mang tên Người Vợ trên đường Trần Quang Khải. Quán có một chiếc piano để chơi nhạc thính phòng, thỉnh thoảng cũng có ca hát giúp vui mỗi khi thấy không bị dòm ngó, bởi vì lúc đó những tình khúc ủy mị của nhạc sĩ Từ Công Phụng bị cấm lưu hành. Năm 1976, giới mộ điệu xôn xao khi nhận được tin hai người đã đường ai nấy đi. Bản tính của họ Từ là người ít nói nên hầu như không ai biết rõ lý do chính xác của việc ly dị. Phải đến hơn 30 năm sau khi xuất hiện bài phỏng vấn với một tờ báo trong nước, khi được hỏi về Từ Dung thì nhạc sĩ họ Từ đã trả lời một cách hồn nhiên: "Chúng tôi chia tay vì một lỗi rất nặng của cô ấy, mà tôi bây giờ không muốn nhắc đến chuyện đó nữa." Chỉ là câu trả lời bất ngờ chứ không hề ác ý, nhưng mấy tay nhà báo thừa mưu mô để vẽ cái chuyện đó thành ra làm nghĩa. Khán giả tha hồ theo dệt lên những kịch bản cay nghiệt, từ việc bà không làm tròn bổn phận của một người vợ đến việc cặp bồ với một kép trẻ. Hầu hết chỉ là trong những câu chuyện mà họ tự tưởng tượng ra, đã gây lên không ít phiền toái đến cho nhân vật chính trong câu chuyện. Bà Từ Dung vẫn im lặng và đó là một khẳng định về chuẩn mực đạo đức công dung ngôn hạnh của bà. Về ý kiến cá nhân của riêng mình, người viết tôi luôn tin tưởng bà chẳng làm gì sai cả, có những hoàn cảnh trớ trêu trong đời sống vợ chồng nếu không được giãi bày thì luôn bị mặc định là một sự thật. Nếu người còn lại không tin tưởng sẽ dẫn đến đổ vỡ hạnh phúc, hãy cứ xem như là một trò đùa của số phận cho tâm hồn an yên. Ai chẳng là nạn nhân trong câu chuyện của mình, xin mọi người đừng phán đoán bừa bãi. Lại nói đến nhạc sĩ Từ Công Phụng, trong những năm từ 1976 đến 1980, khoảng thời gian mà ông gọi đó là những thời điểm buồn đau nhất cuộc đời, thì ông gặp được bà Kim Ái, một phụ nữ Lai Pháp, hai người kết hôn và về sống chung một nhà. Tuy nhiên, âm hưởng của nỗi đau tan vỡ trước đó vẫn theo ông răng rằng, với tất cả sự nuối tiếc, bằng những ca từ đầy sầu muộn, trong niềm đau cuồn cuộn mỗi đêm dài, ông đặt bút sáng tác ca khúc Mắt Lệ Cho Người. Một bản tình ca đầy ai oán nhưng không hề có sự oán than hay buồn trách người tình. Không những thế còn xin lỗi và tạ ơn người đã từng xuất hiện trong cuộc đời mình. Năm 1980, nhạc sĩ Từ Công Phụng vượt biên cùng với người vợ thứ hai và vẫn còn chung sống với ông cho đến ngày nay. Từ Dung thì vẫn ở lại Việt Nam vài năm, có dấu hiệu của trầm cảm, ít giao tiếp và cũng rất ít nói. Mỗi đêm, hàng xóm thường thấy bà ngồi một mình trong bóng tối, như một pho tượng tại một căn phòng trong cư xá ngân hàng, trước khi định cư tại Hawaii và lập gia đình với một người đàn ông Mỹ. Năm 2007, nhạc sĩ Từ Công Phụng bị chẩn đoán ung thư túi mật và đã được giải phẫu. Đến năm 2010, ông lại được chẩn đoán ung thư gan ở giai đoạn cuối, bác sĩ nói chỉ còn sống 3 tháng nữa. Tuy nhiên, nhờ vào niềm tin, ý chí và tinh thần lạc quan cùng với sự cứu chữa tận tình của bác sĩ, đặc biệt là sự chăm sóc chu đáo của người vợ Tào Khang, ông đã hồi phục và sống khỏe mạnh trong 20 năm qua. Số tiền tác quyền nhận được tương đối nhiều, nhạc sĩ Từ Công Phụng vẫn sống trong một căn nhà không lớn lắm nhưng lại rất ấm cúng. Ông bà đã chọn nơi này để gắn bó suốt 40 năm qua trên xứ người, nơi nuôi dưỡng 10 người con khôn lớn và trưởng thành. Ở Mỹ, Từ Công Phụng vẫn tiếp tục cuộc đời sáng tác và ca hát. Ông đã nhiều lần bay về thăm quê nhà và ít nhất đã có 2 lần biểu diễn tại một phòng trà nổi tiếng ở Sài Gòn. Cuối năm 2012, ông có đêm nhạc riêng tại nhà hát thành phố Hồ Chí Minh. Lúc sinh thời, Tô Văn Lai từng hối thúc con gái Tô Ngọc Thủy thực hiện một chương trình âm nhạc chủ đề Từ Công Phụng vì không biết rằng ông sẽ ra đi vào lúc nào. Nhưng phải đến mãi năm 2023, trong cuốn Paris by Night số 135, chương trình mới được tổ chức. Khi ấy, giáo sư Tô Văn Lai đã qua đời một năm trước đó. Toàn bộ số tiền mà Từ Công Phụng nhận được từ trung tâm Thúy Nga được ông dành tặng hết cho cộng đồng người dân tộc Chăm vì ông có xuất thân là người Chăm. Trong những sáng tác của Từ Công Phụng, câu nhạc rất nồng nàn nhưng không xuồng xã, rất da diết nhưng lại không lụy sầu, đam chiêu chắc ẩn nhưng không mất đi cái tự tại trong ngôn từ. Âm nhạc Từ Công Phụng biến dạng rất linh hoạt, thể cách của giai điệu dài ngắn bất hạn kỳ, lên xuống không hề báo trước, thật ra là rất độc đáo, rất phá chiêu. Chỉ riêng một mặt này thôi, trong làng nhạc Việt Nam ít người sánh kịp. Ảo diệu trong giai điệu của Từ Công Phụng nó ở chỗ đó. 20 năm chiến đấu với bạo bệnh, khán giả vẫn nghĩ chắc ông già và ốm yếu lắm. Nhưng trái lại, nhạc sĩ Từ Công Phụng trẻ hơn tuổi 82 rất nhiều, đôi mắt vẫn sáng, nước da vẫn hồng hào, mái tóc vẫn đen và dày, gương mặt toát lên một sự hiền từ và thân thiện. Trong những câu chuyện mà ông nói, vẫn ẩn ý những triết lý thâm sâu, những chiêm nghiệm cuộc đời, không hề có dấu hiệu nào của tuổi già. Phải chăng ca từ da diết trong những nhạc phẩm của ông đã du căn bệnh quái ác ngủ quên suốt bao năm qua? Thay mặt cho khán giả của lịch sử hải ngoại, chúc ông thật nhiều sức khỏe và tiếp tục sáng tác thêm những nhạc phẩm để đời. Còn các bạn thì sao? Hãy để lại nhận xét của mình dưới phần bình luận. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.